Chào mừng các bạn đến với siêu thị điện máy HC Hải Dương. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối mạng Wi-Fi trên một chiếc TV LG. Các bạn có thể nhìn rõ chiếc điều khiển này. Các bạn nhìn rõ không ạ? Hơi tối một chút nhé, nhưng vẫn nhìn được. Đầu tiên mình sẽ ấn được cái nút này này, ngôi nhà này. Đấy, thì nó sẽ hiện ra giao diện như này. Và mình sẽ ấn vào cái chiếc bánh răng này, nó hiện lên chữ cài đặt nhé. Mình ấn OK vào đây. Đấy, nó hiện ra. Đây, bây giờ mình kéo xuống phần mạng chưa được kết nối này. OK vào đây ạ. Sau khi xong nó sẽ hiện một giao diện như thế này. Đấy, nó còn là kết nối Wi-Fi chưa được kết nối này. Thì mình lại ấn OK vào đây nhé. Đấy, thì nó sẽ hiện ra Wi-Fi mà TV mình có thể bắt được. Đấy, rất là nhiều luôn. Và mình sẽ vào tạm cái Wi-Fi này nhé. Đấy, sau đó mình sẽ nhập mật khẩu. Rồi OK, bên kết nối. Đấy, chỉ 1 đến 2 giây là xong. Các bạn đợi một chút nhé. Rồi đã kết nối được xong, OK. Rồi mình sẽ vào thử mạng các bạn xem nhé. Đầu tiên là mình sẽ vào trình duyệt web. Với TV LG thì vào trình duyệt web rất là nhanh, nhanh như Google Chrome của bạn dùng máy tính vậy. Đây mình có thể vào đọc khóa các bạn xem. Đấy, vào 24 giờ nhé. TV LG nó có điều khiển rất là thông minh. Đấy, nó như một con chuột luôn. Bạn có thể cuộn lên kéo xuống rất là dễ dàng. Đấy. Ngoài ra bạn có thể chỉnh được cỡ chữ to nhỏ tùy theo nhu cầu của mình. Đấy, mình có thể chỉnh to lên này. Đấy, 300 quá này. Đấy, nhỏ lại nhé. Bình thường thì mình hay để ở 150 thì xem nó sẽ dễ dàng hơn. Cái thứ ba là nó sẽ có cái phần lịch sử này. Đây, ấn vào đây này. Đấy, sẽ ra lịch sử thôi. Chẳng hạn bạn xem một clip rất là hay, nhưng mà bạn phải đi nấu cơm chẳng hạn, hoặc là bạn bận gì đó, đi quay lại bạn không biết tìm ở đâu, thì bạn vào lịch sử tìm rất là nhanh. Đấy. Rồi OK, rất là thông minh. Đấy, mình có thể mình ngoài ra mình có thể mở rất là nhiều tab nhé. Đấy, cùng một lúc. Đấy, rất hay và nhanh. Đấy, và các bạn thấy video này hay thì hãy like và chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.